Mình mới vừa đi du lịch với Mỹ về các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ muốn kể lại cho câu chuyện của các bạn mình đi du lịch với người yêu thông qua ba từ để miêu tả cảm xúc yêu đương rất đầy luôn. So, đầu tiên khi mà mới vừa gặp này chúng ta bắt đầu có cảm xúc đúng không ạ? So, cái cảm xúc đấy mình sẽ dùng một cụm từ để miêu tả, đó là catch feelings. For example, I first caught feelings for my girlfriend when we first went on a trip together. So, sau một khoảng thời gian đi với nàng thì chúng ta biết là chúng ta đã đổ nàng đúng không mọi người? Đúng, đúng. So, việc mình đổ nàng đấy thì mình sẽ dùng cái cụm từ để là fall for. So, for example, it's what when he smiled me that I knew that I had fallen for. Và cuối cùng sau khi chúng ta đổ nàng rồi, chúng ta bày tỏ tình yêu rồi, thì bây giờ mình làm một cặp. So, một cặp quy như trong tiếng Anh chúng ta phải dùng lovers. For example, at the end of our trip, we would light a couple of lovers, holding hands and gazing into each other.